Thế là mọi người, vừa rồi thì thương hiệu Clips của Mỹ đã cho ra mắt một cái bộ sưu tập Music City hoàn toàn mới, trong đó nó sẽ bao gồm là ba cái sản phẩm loa, và trước mặt mình đây là em Út trong bộ sưu tập đó với tên mã là Austin. Con này đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với mức giá là 2.950. Bây giờ mời mọi người cùng mình mở hộp để xem thực tế bên trong nó như thế nào ha. Trong bộ thì chúng ta sẽ được kèm theo một quyển sách hướng dẫn sử dụng và một cái sợi cáp USB-C như thế này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta được đựng trong một cái túi vải như thế này. Clip Austin thì mình thấy nó sở hữu một cái thiết kế rất là hiện đại, nhỏ gọn. Xung quanh viền loa thì nó sẽ được bao bọc bởi một lớp cao su rất là dày dặn, cùng với những cái họa tiết đường rãnh giúp cho chiếc loa đứng vững trên nhiều cái mặt phẳng khác nhau. Cũng như trong những trường hợp mà anh em không may làm rơi rớt hoặc là va đập thì nó cũng không gây quá nhiều lực tác động vào bên trong cái loa này. Phía sau này nó sẽ được trang bị thêm một cái đai cao su như thế này để anh em dễ dàng cố định nó vào những cái ghi đông xe máy, xe đạp, hoặc là bạn nào thích móc nó vô ba lô cũng được luôn. Để mà chiều lòng người hâm mộ thường xuyên mang theo loa trong những cái chuyến dã ngoại á, Clips đã trang bị cho em này khả năng kháng bụi và nước chuẩn IP67 đi kèm với một cái nắp đậy cao su cho cổng sạc, nên là chúng ta có thể hoàn toàn an tâm khi mà đem nó tới những cái môi trường ẩm ướt. Nhờ tính năng broadcast thì anh em nào chung một hội bạn có thể mua nhiều chiếc Austin này và ghép nối nó lại với nhau với số lượng lên tới là 10 loa để chúng ta có thể cùng nhau giải trí một cách vui vẻ hơn. Cấu hình của em này gồm một cái củ loa toàn giải với đường kính là 1.5 inch, đi kèm hai cái loa trầm thụ động với tổng công suất là 10W. Bluetooth trang bị trên này là chuẩn 5.3, được tích hợp thêm một cái mic đàm thoại nữa. Khi đang nghe nhạc mà có cuộc gọi giữa chừng á, anh em chỉ cần nhấn một nút là chúng ta đã có thể trả lời được rồi, rất là thuận tiện ha. Thời lượng pin của em này lên tới là 12 giờ với cái công nghệ sạc nhanh 18W. Và đặc biệt hơn nữa, trong những cái tình huống khẩn cấp mà không may thiết bị điện thoại của chúng ta nó hết pin á, thì anh em vẫn có thể sạc ngược ra từ cổng USB-C này với công suất là 10W. Để mà theo dõi thời lượng pin một cách trực quan hơn này, chỉnh equalizer cũng như là cập nhật firmware, thì anh em có thể tải về một cái ứng dụng có tên là Clips Connect ha.